cái video này rất là hữu ích dành cho các bạn nào mà chúng ta đang học WordPress bằng cách kéo thả mà chúng ta sử dụng Elementor nha. Thì trong cái video này á, thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái menu, mega menu như thế này. Thì có rất là nhiều bạn hỏi về cách chúng ta sử dụng trong Elementor bản free là như thế nào. Rồi chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh học WordPress 247 nha. Thì những kiến thức tôi hướng dẫn cho các bạn á, nhằm mục đích là lưu lại những cái quá trình mà tôi đã làm để xem lại cũng như là chia sẻ kiến thức hữu ích dành cho tất cả các bạn nha. Mời các bạn xem cái video này để học thêm nhiều kiến thức về Elementor cũng như là Lightroom và tất cả mọi thứ liên quan đến WordPress. Trong cái video này tôi hướng dẫn hoàn toàn trên tất cả các chúng ta không sử dụng bản RAW nha, sử dụng bản free thôi và cài thêm những cái add-on của Elementor. Thì đầu tiên là cái dạng menu, dạng danh sách như thế này. Tiếp theo là cái menu, cái dạng có hình ảnh ha, và giá. Thứ ba là cái menu, cái dạng này, và thứ tư là cái menu này. Rồi, mời tất cả các bạn cùng bước vào cái chi tiết nha. Rồi, đối với các bạn nào mà chưa biết gì Elementor á, thì các bạn có thể vào kênh học WordPress 247, sau đó các bạn tìm đến cái video là Elementor ha. Để các bạn xem lại video ha. Trong đây có rất là nhiều video hướng dẫn thiết kế website bằng Elementor ha. Rồi các bạn có thể xem lại, đây là một trong những video này ha. Rồi còn các bạn nào đã biết rồi thì các bạn sẽ bỏ qua mục này. Thì đầu tiên là chúng ta cần phải mua một cái hosting ha, hoặc là các bạn có hosting rồi. Còn nếu mà các bạn nào mà chưa có hosting thì các bạn có thể tham khảo bằng cách là các bạn sẽ mua cái hosting ha. Các bạn xem cái video này. Trong cái video này tôi đã hướng dẫn cái cách chúng ta mua cái hosting và tên miền như thế nào rồi, các bạn hãy xem lại cái video này. Sau khi mà chúng ta đã mua hosting và tên miền hoặc là chúng ta đã có một cái website như thế này thì chúng ta tiến hành đi thiết kế một cái menu, mega menu như thế này. Rồi bây giờ các bạn hãy xem lại video nha. Còn bây giờ tôi đã sẽ hướng dẫn lại từ đầu cho các bạn nào mà chúng ta đã có sẵn. Rồi trước khi chúng ta tạo cái menu dạng đó thì đầu tiên các bạn phải cài cho tôi hoặc là kiểm tra. Đầu tiên là cái phần plugin ha. Đầu tiên là các bạn kiểm tra cho tôi là bạn đã cài cái plugin Elementor vẫn free chưa. Nếu chưa có thì các bạn có thể nhấp vào đây. Các bạn sẽ cài nha. Và dĩ nhiên là các bạn đang quan tâm đến Elementor thì dĩ nhiên là các bạn sẽ đã cài rồi. Còn nếu mà các bạn chưa có sử dụng plugin này thì các bạn nhấp vào trong đây, các bạn tìm kiếm và các bạn cài ha. Những phần này tôi sẽ đi sơ lược ngắn gọn thôi. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ cài cho tôi cái plugin là Elementor Header và Footer. Rồi cài rồi, còn nếu các bạn chưa cài thì các bạn sẽ cài hai cái plugin này. Tiếp theo là các bạn cần cài cho tôi thêm cái plugin này nữa, Rosa này. Rồi các bạn cài cho tôi thêm cái plugin này nữa. Việc cài plugin thì nó rất là đơn giản đối với các bạn nào mà đã biết thiết kế rồi ha. Các bạn đã xem video này chắc các bạn có thể lại làm nhanh thôi. Rồi sau khi cài xong ba plugin này là bắt cần thiết ha. Thì bây giờ tôi sẽ làm lại từ đầu cho các bạn xem. Đầu tiên là các bạn sẽ đi vào cái phần rồi tôi sẽ xóa đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo cái header ha. Rồi chỗ này chúng ta sẽ chọn là entry size đăng. Rồi sau chúng ta chỉnh sửa. Rồi các bạn chỉnh sửa ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi tạo cái header ha. Rồi chỗ này tôi sẽ chọn kiểu này. Rồi chúng ta sẽ chọn cái logo ha. Bây giờ các bạn sử dụng cái nào cũng được. Ở đây tôi chủ yếu làm cái phần này cho nó nhanh thôi. Rồi các bạn tải logo lên. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ cài cái
mega menu ha. Mình nắm kéo vào trên đây. Rồi. Lưu lại đi. Rồi các bạn có thể chỉnh sửa cái menu này dạng là bên đây hoặc là bên đây ha. Rồi tùy theo, thì bây giờ tôi tạm thời xin tôi đây. Rồi bây giờ tôi sẽ làm lại từ đầu cái phần này nha. Các bạn sẽ quay về đây. Rồi mình sẽ đi làm lại từ đầu. Bây giờ cái menu này, do cái menu này tôi đã tạo trước rồi, bây giờ tôi sẽ xóa đi. Rồi tôi sẽ tạo lại cái menu, menu chính nè, hoặc là menu mega gì đó, thì tùy theo các bạn đặt thôi. Rồi ở đây chúng ta sẽ chọn lại, ví dụ như bây giờ tôi sẽ chọn, các bạn nào mà các bạn biết thao tác trên cái menu rồi thì thôi nha, còn nếu không thì các bạn sẽ xem lại cái video ở trong đây có cái phần hướng dẫn tạo menu nè. Đây à. Rồi ví dụ như chỗ này tôi tạo là trang chủ đi. Rồi tiếp theo tôi sẽ tạo trang này là trang sản phẩm. Trang này là trang nhìn một đề. Và dĩ nhiên các bạn đừng có chọn cái nguồn là cái trang này nha, các bạn có thể tạo cái nguồn ở trong đây nha. Rồi tin tức ví dụ vậy. Rồi cuối cùng là chúng ta sẽ có cái trang liên hệ. Rồi chúng ta lưu lại. Rồi chúng ta sẽ quay về cái phần này tí xíu. Rồi chúng ta chọn cái phần này rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta quay về cái phần menu này. Các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có cái phần mega menu nè. À, vậy thì bây giờ đầu tiên là cái phần cái này cái trang mẫu nè. Bây giờ tôi sẽ xem lại làm lại ha. Rồi cái phần đầu tiên là chúng ta sẽ tạo cái dạng này. Thì bây giờ các bạn sẽ chọn vô cái menu nào đó. Rồi bây giờ chúng ta xem trang chủ nè. Bây giờ nó chưa có ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta tạo. Các bạn nhấp vô, ví dụ như bây giờ các bạn đang làm cái mega menu cho cái phần sản phẩm, thì các bạn nhấp vào sản phẩm, nhấp vào đây, sau đó chúng ta bật lên. Rồi chúng ta sẽ chọn cái chỗ này là full. Rồi chúng ta lưu lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành đi làm cái phần này à. Rồi thì ở đây nó giống như thiết kế một cái Elementor bình thường thôi. Các bạn nhấp vào trên đây để chúng ta dùng cái plugin Elementor, chúng ta sẽ tiến hành đi thiết kế bình thường thôi. Rồi bây giờ mình sẽ, chúng ta ở chỗ này chúng ta sẽ có bốn cột, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ tạo đây. Rồi bốn cột thì bằng nhấp vào trên đây. Rồi chúng ta đã có bốn cột rồi, bây giờ chúng ta sẽ có cái tiêu đề ở trên đây. Rồi đầu tiên chúng ta nhấp vô trong đây. Rồi nhấp vô trong đây, tiêu đề chúng ta nằm kéo vô. Rồi các bạn sửa nhóm 1 ha. Các bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ cái gì cũng được. Nhóm nhóm 1. Rồi phần này là liên quan đến Elementor thì mình không nói tới ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có cái danh sách, thì các bạn chọn cái list đi. Rồi chúng ta sẽ nắm kéo cái thả cho mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có ba này, ba định dạng này, thì các bạn chọn cái định dạng nào thì các bạn chịu giữ lại một thôi. Rồi ví dụ như trong chúng ta sẽ có cái sản phẩm một. Rồi thì chỗ này chúng ta sẽ tìm cái sản phẩm ở chỗ đó bằng cách là chúng ta đánh cái từ khóa vào ha, thì nó sẽ ra cái những cái đây, các bạn thấy cái sản phẩm nè, thì bạn chọn cái sản phẩm thôi.
Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục như vậy. Thì bây giờ các bạn vào trong cái phần này, các bạn nhân đôi lên 2 nha, sản phẩm 2. Các bạn nhắc vô đây, sửa lại sản phẩm 2. Rồi chỗ này cái danh sách thì chúng ta xóa nó đi. Rồi các bạn sẽ đánh từ khóa ha, để cho nó ra cái sản phẩm này, single album gì đó. Rồi để cho nó lấy cái. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có hai, thì tương tự như vậy các bạn làm cho sản phẩm 3. Các bạn nhập vào đây 3 4, à rồi để chỉnh thằng này nó ok thì các bạn sẽ vào cái phần kiểu này, các bạn kéo này để cho nó đẹp tí xíu ha. Rồi sau khi ok xong rồi đó thì bây giờ mình đã có rồi. Vì chúng ta có 4 cột này thì bây giờ chúng ta nếu làm lại thì nó rất là lâu. Bây giờ các bạn xóa một cái cột đi, xóa hai cột cũng đi. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào trong đây nè, chúng ta nhân đôi nó lên à. Rồi cái phần nào mà chúng ta cần sửa thì chúng ta chỉ cần nhấp vào cái đối tượng đó mà chúng ta sửa thôi. Rồi ví dụ nhóm 2, nhóm 2 thì chúng ta nhấp vào đây chúng ta sửa nhóm 2. Nhóm 3, nhóm 4. Rồi chúng ta cập nhật lại, rồi chúng ta tắt nó đi, chúng ta save lại. Vậy thì ra đây chúng ta sẽ refresh cái trang chủ lại thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đã có cái phần này rồi ha. Rồi tiếp theo là bây giờ chúng ta sẽ đi làm cái menu cái dạng này à. Rồi cái menu dạng này thì chúng ta sẽ quay về bên đây, chúng ta tiếp tục, chúng ta chọn cái menu là cái item nào đó thì bạn nhấp vô trong đây. Rồi vậy thì chỗ này chúng ta sẽ có cái gì đây, có 1 2 3 4 5 6 cái đó đúng không. Bây giờ chúng ta sẽ bật lên, rồi chúng ta sẽ chọn là full đi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ save lại, nhấp vô trong đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tạo cái một cái, rồi 6 cái thì bây giờ chọn 4 dưới đi à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấp vô trong đây, chúng ta sẽ chọn những cái element chỗ này ha, những phần tử chỗ này thì nó có rất là nhiều cái. Rồi chúng ta sẽ tùy theo cái design của chúng ta ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn cái chỗ này, chúng ta sẽ tải ảnh lên. Bây giờ tôi đã có cái ảnh sẵn rồi, các bạn chưa có thì các bạn tải về chúng ta sửa lại ha. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ kiếm tiêu đề, ví dụ như là xe Toyota ví dụ như vậy ha. Rồi chỗ này chúng ta sẽ nhập cái giá đi, 25 triệu, hợp đồng ví dụ như vậy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi chỉnh, tùy chỉnh qua đây chúng ta sẽ tùy chỉnh ha. Rồi đầu tiên là cái ảnh đây, các bạn cho to ra hoặc là như thế nào đó phù hợp với mình thôi ha. Rồi cái nội dung đây thì các bạn có thể tùy chỉnh lại cái màu chỗ này. Rồi cái mô tả là cái giá chỗ này thì các bạn chỉnh lại chỗ này à. Rồi kiểu chữ đó, tùy theo các bạn tùy chỉnh thôi. Rồi xong một cái nhóm này xong thì tiếp tục chúng ta sẽ các bạn đặt cái link cho cái sản phẩm này ha. Rồi các bạn có thể gắn cái link cho cái sản phẩm xe đó đó, thì dĩ nhiên là các bạn phải tạo cái sản phẩm xe rồi ha. Còn ở đây tôi sẽ chọn đại cái một cái sản phẩm bất kỳ thôi. Rồi chúng ta lưu lại, sau khi đó chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ nhân bảng lên, nhân đôi lên, rồi các bạn sửa từ từ ha. 2 3, rồi chúng ta sẽ một là chúng ta sẽ nhân đôi nó lên, rồi chúng ta xóa bớt, xóa một cái, nhân đôi nó lên, xóa bớt. Rồi chỗ này các bạn muốn để 5 hay là 6 hay là gì đó thì tùy mình ha. Rồi các bạn nào muốn bỏ 5 thì chúng ta sẽ xóa bỏ bớt đi. Rồi còn 5 thôi. Thì xong một cái phần này thì các bạn nhấp vào cái điều hướng nè. Rồi chúng ta sẽ có một cái vùng chứa vậy đúng không? Bây giờ các bạn muốn thêm thì bây giờ các bạn nhân đôi này lên 2. Rồi chúng ta sửa lại thôi, cập nhật lại.
quay về đây chúng ta save lại cái nữa thì chúng ta sẽ có cái menu dạng này. À, rồi tiếp theo thì các bạn muốn cái menu cái dạng này thì chúng ta chỉ việc chúng ta layout thôi. Rồi chỗ này chúng ta sẽ layout lại cái phần này, tiếp theo là tới cái phần này bật lên. Rồi chỗ này thì bây giờ chúng ta sẽ có gì đây, có một cái tấm ảnh bên đây đúng không, và ba cái cột bên đây. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ chia, chúng ta sẽ chọn cái kiểu này luôn, xây nó lại đi, rồi chọn vào đây. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ chia thành hai cái hai cột trước đi, rồi chúng ta sẽ chọn cái ảnh vô, rồi chúng ta chọn cái ảnh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh cái cột này lại, ví dụ như bây giờ bên đây nó 33 thì bây giờ chúng ta cho cái này là 65. Vậy thì cái cột bên đây chúng ta sửa lại là 65 thì này là 35. À, rồi tiếp theo trong đây chúng ta sẽ kéo cái vùng chứa vô. Chúng ta chỗ này chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4 đúng không? Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ có 1. Chúng ta nhân đôi cái vùng chứa lên. 2 3 4. Thì các bạn thấy là sau khi nhân đôi vùng chứa thì nó sẽ xếp dọc nè ha. Bây giờ chúng ta chọn vùng chứa ngoài. À, rồi chúng ta sẽ chọn ngang thì nó sẽ tự động nó sẽ xếp ngang bốn cái cột cho mình ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi, đầu tiên chúng ta cũng làm như tương tự như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái tiêu đề, rồi sản phẩm a. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn là cái thẻ cho nó nhỏ lại ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có cái list danh sách. Rồi chỗ này chúng ta sẽ chọn xóa hai này đi, tiếp tục như vậy luôn. Thì chúng ta chỉ cần sửa cái tiêu đề lại thôi. Sản phẩm A xe loại 1. Rồi chúng ta gắn cái link vô, gắn cái link của sản phẩm vô thì nhập cái tìm cái sản phẩm nè. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ nhân đôi nó lên, các bạn nhấp vô trong đây nè, 2, 3, 4, 5. Rồi nhấp vô trong đây, chỉnh cái khoảng cách cho nó đẹp đẹp một tí xíu. Vậy là chúng ta có một cái nhóm rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần nhân đôi nó lên, rồi xóa bớt này đi, 2, cái này là 3 cái thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi chúng ta xóa bớt. Rồi khi nào chúng ta chỉnh thì chúng ta chỉ cần cắt vô trong đây chúng ta chỉnh thôi. Rồi lưu lại. Rồi chúng ta sẽ có cái dạng này ha. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ có cái dạng này. Cái dạng này là cái dạng đi thêm, đi theo sẵn của cái thằng Rosa plugin đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ không đi tự thiết kế nữa, mà các bạn nhấp vô trong đây nè, các bạn bật lên, sau đó các bạn chọn cái thằng này. À, rồi chúng ta nhấp vào cái phần plugin này nè, nó sẽ có những cái block miễn phí. Thay vì chúng ta ngồi chúng ta thiết kế là giống như nãy giờ tôi làm cho các bạn đó, thì các bạn sẽ chọn sẵn những ở trong đây thì nó có hai loại. Một là bản Pro, thì các bạn sẽ thấy Pro như thế này thì chúng ta cần phải trả phí chúng ta mới sử dụng được. Do đó chúng ta chỉ sử dụng những cái thằng nào có kiểu free thôi. Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm những cái đây, nó sẽ session đây hoặc là block đây, tùy theo các bạn chọn thôi ha. Nếu mà các bạn chọn cái những cái menu dạng này á, thì cũng được. À, đây, nhưng mà nó roll nè, free nè, thì chúng ta nhấp vào nó vẫn ra được cái menu cho mình ha. Nó đơn giản là chỉ tạo cái menu thôi, còn block này nó không có. Ví dụ như bây giờ chúng ta sử dụng cái nào đơn giản thôi. Đây, nó vẫn được mà ha. Tìm những cái free nè. Đó, bây giờ chọn cái free này đi. Sau khi insert vô á, thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta sửa lại cái ý của mình. À, bằng nhấp vô trong đây thì trong đây nó sẽ có một số, ví dụ tùy chỉnh đi,
Thì các bạn sẽ có cái chữ ở chỗ này nè, switch nè, thì nó sẽ chỗ này cái tiêu đề. Đây có cái chữ này how to nè, các bạn sửa ở chỗ này. Đó, đây là những cây mình chỉnh sửa hình ảnh nè ha, các bạn nhấp vào đây chúng ta đổi hình ảnh thôi, sau khi chúng ta lưu lại rồi chúng ta tắt nó đi, rồi chúng ta sẽ ra chúng ta sẽ kiểm tra như thế nào ha. Rồi các bạn sẽ thấy bây giờ chúng ta cần full nơi này ra, chúng ta chọn full. Rồi các bạn sẽ thấy nó sẽ có như thế này ha, tức là đây là những cái block mà chúng ta add một cái menu thôi, nó rất là linh động ha. Hoặc là các bạn có thể đổi những cái block khác ha, bằng cách là bây giờ mình đổi block khác đi. Rồi thì chúng ta sẽ vô, chúng ta sẽ xóa cái phần này đi, rồi chúng ta chọn lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn cái xích xanh đi, rồi dạng này đi, insert con. Rồi thì đây là những cái mà nó tặng kèm thôi, thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể chỉnh sửa bằng cách là chúng ta nhấp. Nếu các bạn dùng Elementor thì các bạn sẽ biết ha, rất là chỉnh dễ chỉnh sửa ha. Rồi nhấp vô trong đây, chỉnh sửa đi lưu lại thôi. Rồi chúng ta chỉ nhấp vào trong đây, chúng ta sẽ thay đổi nha. Rồi rồi các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái menu ha, chúng ta có thể hoàn toàn làm được tất cả những cái menu như thế này. Rồi như vậy là cái video này á, mục đích tôi là chỉ hướng dẫn cho các bạn nào mà thiết kế bằng Elementor, chúng ta muốn sử dụng tạo những cái mega menu như thế này, nó rất là tiện lợi và tiện ích dành cho tất cả các bạn. Còn đối với các bạn nào mà đang sử dụng hoặc là học thiết kế website bằng Blackstone thì các bạn sẽ xem cái video này, tôi cũng đã sử dụng hướng dẫn sử dụng cái mega menu bằng Blackstone chỗ này rồi. Mỗi một cái phương pháp cũng như là một cái plugin nó sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm tùy theo các bạn. Các bạn nào phù hợp với cái plugin nào hoặc là thêm Blackstone Elementor thì chúng ta sẽ sử dụng và chúng ta học nâng cao về cái phần đó. Và quan trọng là các bạn nên kiên trì theo dõi nó, nâng cao kiến thức nó lên để chúng ta hoàn chỉnh hơn ha. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong những video sau, tôi sẽ hướng dẫn nhiều cái bổ ích hơn. Các bạn nếu mà các bạn muốn thắc mắc cái gì đó thì các bạn để lại comment cũng như là chia sẻ kênh để giúp cho cái kênh phát triển nha. Còn có hoặc các bạn có thể vào trực tiếp cái website của chúng tôi là học.website47 này để các bạn vào nhóm, cũng như là có thắc mắc gì đó thì để lại comment ở trong cái video, hoặc là có muốn tham gia khóa học gì đó thì các bạn có thể nhấp vào trong đây, chúng ta sẽ đăng ký. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.